Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi là Isekai cổ điển. Nhưng mà Isekai này thì mình đã Isekai qua thế giới khác thì mình đã có khách tiền vô hạn này. Đi cho nó đỡ mệt, nói chung là nó trải nghiệm thế giới nó hay hơn, nó nhanh hơn, đỡ cài. Này là đặt trời nét cái đi qua thế giới khác nè, mô típ ban đầu bình thường thôi. Mình cũng khỏi cần giới thiệu. Mô típ này đó, lại máy tính rồi đi thôi, vì giật điện hoặc là cái máy tính gì đưa thẳng gì qua đó. Đây thấy chưa, lựa chọn đăng nhập vào trò chơi. Hôm nay được nâng cấp 2 hoặc 3 cấp. Hôm nay ý nói là hôm nay phải chơi được lên 1 cấp hay 2 cấp thì mới về. Đó, xem xét. Đấy. Đón luôn Isekai qua cái chỗ khác, cái mới đầu vô cái có người hướng dẫn đã kể về lịch sử của thế giới đó cho mình. Vào đây Trang, chẳng lẽ không biết gì hết thì sao phiêu lưu gì đi. Cái này là có là tà ơi, game lấy hình ảnh của Nhật kề bế nước vô cái lạc lõng. Nó lạc lõng. Giờ cho cái ông đó ông đọc đi, mình khỏi đọc mấy cái giới thiệu của ông này ha, tại vì hai giọng nó lồng vào nhau sao mà nghe. Để coi coi ông nói gì. Hoan yin lai dao wa er te li ya da lu. Wo shi shen sheng di guo de shou xi hang hai zhi xing guan. Lô Chế. Này thấy chưa, bạn có thể cho tôi biết lịch sử của lục địa và vương quốc này không? Thấy chưa, phải có người hướng dẫn chứ. Đương nhiên có thể. Thân vị tại hải trên phao bơ mấy chục năm của lão thuyền trưởng, Valtteria Đại Lục là Lâu Thiên Bá Chủ, vì không chịu nổi sự hoang mang của quốc vương Đại Lục. 现在的国王娄小南是第一代国王，直到魔物复苏，在17代国，劳拉带领着王国卫兵们抵抗着魔物的侵袭。这场战争持续了数十年，直至娄拉死后不久，18世娄小南即位。本以为和平的。 那真是太好了，拿上。
Cái này nó giải thích không có mạch lạc lắm. Đây đồ hệ thống kiếm chỗ lưu cây đây lưu thấy chưa biết mà lại cái gương bốn mình là thằng giàu nhất trong thế giới này à. Đây còn cái nhà nữa nè. Vô không được rồi. Đi vô được. Còn cái lỗ này nữa là lỗ gì? Có. Chào mừng với đất liền. Thứ đầu tiên là dầu làng. Xin chào bạn khỏe không? 我是大陆精灵若若。你应该是初次登上瓦尔特里亚大陆的勇士吧？虽然这里的一切……那么。 Trò chơi tôi đang chơi dường như là ấy là làng mới vào nghề mà yêu tinh đã nói. Đợi. 大陆拥有道具店、武器店，可以在这些店铺购买强力武器。获得金钱的方式也很简单，比如开宝箱，每个地图多多少少都会有宝箱，不过宝箱里不一定全是金币哦。 À, kiếm tiền là mở gương. Nói Đã... chung Đến... mấy cái này đơn giản đi. Lệnh gương rồi đánh quái làm nhiệm vụ. 现在我们去购买宝剑。废话。 Mới vừa vào mùa thanh kiếm luôn mà không biết có thành công không nữa. Khá hỏi thành công là kiếp này là mình không có ra kiếp này nha. Hết không thành công là cái này không có được ra mắt đâu. À kìa ra thành công kìa. Kiếm sao mua kiếm này là kiếm gì đây? Sát xương 30. Và thanh kiếm đâu? Thanh kiếm đâu? Cái cây anh này là nghi lắm nha. Nghi nhắm nha. Nghi nhắm á. Nghi nhắm á. Sức tấn công 30. Thấy cái âm âm này là nghi nhắm nha. Đặc biệt cái gì ấy. Thôi mà mình cũng giàu mà ta mà sợ cái này là cái lỗi ấy. Sợ mua cái lỗi game luôn á mấy cái này là
Có khi là nhờ phát triển người ta, có khi nhờ phát triển người ta dụ á. Hoặc là mình hack xong cái nó lỗi game á, là ra được cái này á, ra cái này nó đổi thông số á, một khi mua là hư 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 cái file game á. Thôi mua này cho chắc ăn ta. Rồi sao sao nữa,对抗低级魔物的能力，我也是时候走啦。接下来的日子都要靠你自己了。Chưa cho mặt, chưa cho mặt phá gì ấy. Đi vô mua lại. Không hiểu gì luôn.
Rồi. Mày bán gì đây? Thuốc hả? Khỏi. Đồ ăn hay chắc là đồ hồi máu quá. Nhìn là gì? Nhà trọ hả? 欢迎来到旅馆，我是旅馆老板娘。欢迎来到旅。Rồi, cho ngủ đi em coi. Đấy, đầy mana.Rồi. Ăn no ngủ say rồi chúng ta đi lên đường thôi. Cái con này con gì lạ quá vậy? Đi tiếp thôi. Ủa, rồi đi đâu? Có nhiệm vụ gì không? Nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ chính không có gì hết. Nhiệm vụ cũng không có luôn.Cái đường này giờ đi đâu? Theo kinh nghiệm 20 năm chơi game là chắc là vô cái gần nhấtLà đúng. Cái gần nhất là nói chuyện này coi. Quân đội vậy thôi. Đó làm gì? Cái này không có cái...làm không có cái cửa để ta biết ta đi vô chứ đục cái nào cái đó cái đi vô luôn à sao nhớ được chỗ nào này bắn áo cái gì ồ phục thủ 80 lần nèSự chấn công 110 luôn. Mua hết luôn. Rồi
Sao nữa? À, lên cấp được, học được kỹ năng luôn hả? Con quái cũng không chết luôn. Không. Ồ, không hồi máu à. Chạy, 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 chạy. Không có chỗ chạy rồi. Chán quá. Hay là mình tải lại cái chỗ này đi, mình không muốn thua. Vậy đi, không có vụ mà thua con ót đâu. Mà thuốc đây hay gì nè, nãy không mua thuốc là thuốc này sao không có giới thiệu gì hết trơn gì.
À, khôi phục trăm thước mê. Khôi phục trăm. Rồi. Cộng là có thể 100%. Gì? Sao không cho tao mua 1 tỷ là duyên? Bán mà cũng hết hàng nữa. Ngủ phát coi. Mày phải chuẩn bị đầy đủ quá. Mày không có gì hết. À, vậy là cái chỗ này là cái chỗ luyện cấp của tăng thủ. Không có giới thiệu luôn á, là tự tìm luôn á. Mày không bằng heo nãy rồi. Heo quất cái lên cấp 5 luôn. Rồi cấp 5 nữa rồi. Thị trường còn mua đồ nữa hả? Tuy già rồi đó mà cũng làm biến mua đồ hoài. Có con nào mạnh mạnh không? Ồ, vậy là qua đây luyện cấp với mấy con heo luôn. Niết bàn là gì đây? Vật lý học là chiêu. Phòng thủ là gì? À, thuốc đây. Hít tờ. Đó tăng lục bảo là gì đây? Mỗi lần hồi trăm máu mà nó quất cả trăm máu cũng vậy à. Cũng như không. Hỗn thuốc mày, mày là khó lắm mày đó nha. Mày là hết tiền rồi đó mà chơi mà còn không lại, không muốn lại nữa. Mấy cái người
ta chơi sao mừng ta chơi lại. Mày là khó dữ lắm rồi đó. Mẹ nó. Nó lại chạy trốn. Chán thiệt sự luôn. Chán thật sự. Này là quá khó. Không. Không có vụ mà không có vụ mà thua con heo đâu. Coi bên đây có bán gì. Này là cường hóa vũ khí. Hóa thiệt, chính là ý chuyện. Cái này thua ông bán bên kia nữa. Mua của ông kia đi. Này cậu thua nữa. Bia làm được gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, ok. Con ngựa này là gì đây? Có làm được gì không? Không hả? Ni hao, wo shi. Tu 900 HP. Này bán gì đây? Bán gì nữa luôn? Ờ? Ta ơi, mặt đồ nguy hiểm. Tưởng đâu bán gì? Con này bán gì nữa luôn? Anh giàu lắm. Không nói gì luôn. Còn bán gì nữa không? Bán gì mua luôn. Đây là ai đây? Ông trưởng làng hả? Bán chiếc trưởng làng mua luôn. Giàu à? Không phải từ giàu. Thợ săn tiền thưởng hả? À vậy là cái mạo hiểm thợ săn, cái hội thợ săn. Này là gì thế đây? Sao không tụ tập lại một chỗ cho người ta? Cái này mà đi nãy giờ biết bao nhiêu thời gian rồi.
Vũ khí nữa hả? Bảo thị. Ta ơi. Thách. Khoan khoan đọc lại. Tấn công 500, tấn công ma thực 500 nha anh nhàng. Hàng gì? Ta. Hàng gì 999? Cái gì còn cái này mình chưa mua hết à? Cái này là gì đây? Vô đây đây, vô đây đây. Mở thiết bị vô, trang bị vô liền. Xong. Không uổng công mình đi vòng vòng chơi nãy giờ. Quần áo hả? À, có bán giày với mũ không? Quần áo thì lấy cái mắc nhất cho rồi đi. Giáp S hot gì nè, không biết mua nào luôn. Quần áo phòng thủ 50, đủ 60. Ủa sao cái rẻ hơn lại phòng thủ cao hơn, không hiểu. À nó có phòng thủ ma thuật nữa. Cái này là cái nón. Nón không ta? Có lẽ là vậy. Giáp xương. Không hiểu gì chưa? Và hết rồi á. Giờ để đâu giờ?
Cái này là không có nhiệm vụ luôn á. Hello, giờ bí ẩn là mới ghê gì? Gì đây? Rồi, không hiểu gì luôn. Vô luôn. Sợ gì? Không, vô chết. Mà thôi, lưu lại đi là vô. Đồ xịn quá trời. Thấy ba mươi thì 30 chứ. Tám ngàn máu, thật sự là 8.000 máu luôn. Rồi hiểu luôn, hiểu, tánh luôn, sợ gì? Cái cây bút đó mà nhiều máu. Tạc. Chán chưa kìa. Giờ mình đi theo cốt truyện cho rồi đi. Kêu vô đây luyện cấp nè, thì luyện với mấy con cấp 5 này đi. Đấy. Rồi liên kết từ từ đây. Ngàn máu nữa. Ta 10.000 máu. Ai. Sợ luôn.
Game này là cái thằng thằng nào giết ra thằng đó nó giết cho tiền chứ gì. Này chắc chắn là tại đem về Việt Nam dịch quá rồi cái gỡ đập tiền ra rồi á, chứ không tin là không có đập tiền à. Cái gì mà có 500 máu hoài gì? Đây cài cấp lên cấp 10 nha anh em. Thank you.
Xong đi kiếm ngân làm anh lên một chút. Đi kiếm ngầu anh lên một chút. Sao mà có hai loại quái vật gì? Con chúa tể Sương Lâm với con heo gì? Ông này nè, ông này có bán mấy cái đồ hơi ngon nè. Này không ngon lắm. Hết ngon rồi. Ngon hơn khu khu mua đồ 1, không bằng khu mua đồ 2. Ở vậy là có một con heo mồm vậy, nó là cày hoài luôn vậy hả? Cái con cấp 30 nãy là hình như là có kỹ năng gì á, mở thế giới nè. Mà ở thế giới là kỹ năng gì? Có gì lạ không? Thôi đi về làng khôi phục cái. À không biết có con chúa tể Sương Lâm nó quýnh một phát mình chết không ta. Nếu không chết thì cứ xài thuốc thôi. Lưu lại phát. Hai khoan, hình như có thuốc đó ạ. Thuốc bắt tử nè. Thuốc bắt tử rồi. Hai bạn. Rồi à.
chức năng mở thế giới là gì? Thấm này. Tỷ lệ quan trọng là bảo kích hay vậy? Đấy, bảo kích. Hiểu là biết luôn. Có 900 điểm kinh nghiệm hả? Con heo là 500 này. Trời ơi. Con heo là 500 điểm kinh nghiệm này. À ôi. Nữa là quốc cây cấp 30 luôn. Ai ngờ con heo 500 điểm kinh nghiệm mẹ nó rồi. Còn này nó có 900 mấy gì à? Trời ơi, đến bây giờ. Chán thật sự luôn. Hình như là mới đạt được cái kỹ năng bóng ma. Kỹ năng bóng ma gì thế. Bóng ma bóng meo gì thế. Coi coi nó làm được cái gì xứng đáng không? Để auto treo máy lên cấp 30 coi. Ok.
Rồi lần sau chúng ta chơi con lần sau chúng ta chơi con này, con heo nè. Con heo là như là quất cái lệnh là 500 kinh nghiệm nè. Đấy, 500 kinh nghiệm. Rồi thôi tới đây thôi nha mấy bạn. Mình auto kích mình cho nó lên cấp 30 rồi mình làm video tiếp theo. Mấy bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye.